Tết đến xuân về, shopriaki.vn khuyến mãi cực khủng tặng ngay 10k cho anh em nào lần đầu tiên đến với vòng quay Tết.shopriaki.vn. Cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Hôm nay đã chiều 28 Tết rồi, không biết anh em đã tranh thủ đi chơi bời các kiểu được gì chưa? Mấy bạn nghỉ Tết rồi chắc là được chơi bời các kiểu nhỉ? Ok, ở bên server nước ngoài ấy, méo ý sao server Việt Nam không có, mà server nước ngoài họ đang ra sự kiện tên là Giấc mơ Bermuda, giấc mơ đảo quân sự. Đấy, và đây là sự kiện đầu bếp anh em ạ. Và sự kiện này chúng ta sẽ có thể lấy được bộ quần áo đầu bếp sát thủ. Chắc chắn server Việt Nam chúng ta sẽ không có sự kiện này, vì server Việt Nam chúng ta đã thay cái chuỗi sự kiện này bằng chuỗi sự kiện là Tết Nguyên Đán rồi. Nhưng các server khác thì có quả sự kiện này rất ròn. Đấy, đó chính là tặng rất nhiều thứ fuzzy. Và cách chơi cái sự kiện này cũng khá đơn giản. Các server khác đều chạy sự kiện này. Đấy, chỉ có server Việt Nam không chạy thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ trở thành một đầu bếp nấu ăn. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái sự kiện tên là Bermuda Dream. Đấy, giấc mơ Bermuda. Ở trong này có hẳn vòng quay cá coi này, và vòng quay cá chép vượt vũ môn. Đẹp phải nồi. Đây là cái chuyển động cá chép vượt vũ môn mới. Đấy, chuyển động phải đẹp nhờ anh em nhờ. Xôi, trông khá là nghệ thuật. Thật ra cái này thì mình đã có hé lộ cho anh em rồi ấy. Đấy, nhưng mà ở đây bây giờ chúng ta mới được xem ảnh Full HD không tre. Đấy, Full HD không tre. Đẹp vãi trưởng. Và đây chúng ta có thêm con Skywing. Đấy, con Skywing cá trap. Đấy, con Skywing cá trap trông khá xịn sò con bò. Ok, con dê quay thử nha. Tích cực quay tay, vận may liệu rằng nó có đến. Tích cực quay tay, bỏ hai cái hộp cùi bắp này đi. 9 kim cương ra ngay chuyển động này. Không ra chuyển động ra cái hộp được free một con pet thơm. Nó lại gọi là thơm và ngon và thơm anh em. Nó gọi là quá ngon và thơm luôn. Xài húp. Ok, tiếp nhá. Ui rồi nào, tích cực quay tay nào, ra đi đây. Ui rồi, 5 cái hộp súng ạ. Chia tay luôn. 49 kim cương. Ra con cá chơi thử nào, ra con cá cho đi cưỡi làm công táo nào. Ui, ra con hồ ly 99 kim cương nào, 9 kim cương ra con cá đi cốt đây ơi, và cosplay ông công táo luôn. Và cosplay ông công táo luôn anh em ạ. Và đây anh em nhìn vào con cá chép này trông lượn đẹp nhở. Đấy, bên Garena làm quả con cá chép này đẹp vãi. Đấy, làm con cá chép này đẹp vãi trưởng có mà bường ạ. Và con này cũng sẽ thuộc cái bộ sưu tập Tết. Đấy, mà nó có chữ Tết thôi. Được rồi, cái chuyển động tôi không thèm lấy. Đấy, chuyển động đợi về server Việt Nam lấy chất. Đấy, cái chuyển động thì nhìn cũng được, cũng đẹp. Ok, bên đây thì họ đang có một số những cái vòng quay nó khác server Việt Nam một tí. Đấy, thì cái sự kiện này chúng ta cứ chơi thôi, và chúng ta sẽ nhận được cái huy hiệu đồng xu này. Đấy, huy hiệu đồng xu này. Đấy, chơi một ván. Ngoài ra ấy, thì nó sẽ có một cái bí ẩn nằm ở trên đảo quân sự, đó chính là cây ước nguyện. Và trên cái đảo quân sự chúng ta sẽ có mọc thêm một cái cây. Đấy, chúng ta có thể đến cái cây này để lút đồ. Đấy, đến cái cây này lút đồ. Ok, quả lưỡi hái mới. Chúng ta vừa nạp 500 kim cương bên này xong, húp ngay quả lưỡi hái. Đấy, lưỡi hái trông chất đập phết đấy, nhưng mà thôi kệ nó thôi. Đấy, bên server này cũng nhận ra nhiều đồ thật. Đấy, trời phê hết cả người. Đấy, ngoài ra còn có cả đầu bếp sát thủ. Đấy, hình con chuột lang, con này con chuột lang đúng không ta? Đấy, chuột lang trông o cho thật sự. Ok, sự kiện là đầu to 2.0. Chế độ đầu to, thế chế độ đầu to chả ai chơi. Chế độ đầu to tôi thấy nó không hay cho lắm. Không được giòn. Ok, giấc mơ Bermuda. Bây giờ tôi phải đi xem mấy cây phát nhỉ. Và bây giờ thử con cá chép đi xem mấy cây phát. Ok, trước khi mà đến thăm mấy cây thì chúng ta hãy ghé qua đó React Store Hunter, shop bán tai nghe phụ kiện điện thoại dành cho game thủ Free Fire. Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua tai nghe một loại phụ kiện điện thoại, đừng quên ghé ngay qua React Store. Đây là bán rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giá rẻ giảm giá 30-50% nhân dịp Tết Nguyên Đán. Bên đó thì mua một tai nghe tặng ngay một con mini Lego, trong khi đó thì mua một quạt tản nhiệt tặng ngay một bao tay memo. Quá ngon lành cành đào, xịn so con bò luôn. Ok con dê. Đấy, thì đừng quên ghé ngay qua Rikaki Studio nha, để ủng hộ mình. Đường link mình để trong phần mô tả, trong phần tham khảo cũng có luôn. Đấy, xôi. Đấy, giờ anh em thấy không? Mà cá chép nó trông chất vãi cả nồi. Đấy, xôi. Cá chép nó phải gọi là chất như đất cất luôn. Nó phải gọi là đỉnh của chóp, chóp của đỉnh luôn. Nó phải gọi là hết lúc chấm. Mà em cá chép này nó còn lúc lắc hai bên. Mỗi tội là anh em nhìn thấy quả, anh em nhìn thấy quả chân của nhân vật của mình không? Nó chìm vào trong người cá chép. Đấy, quả chân chìm trong người cá chép ạ, trông tếu thật sự nào. Đấy, ok, ở trên cái chỗ cái khu vực đảo trái tim ấy, chúng ta hay gọi là đảo trái tim mà thực tế nó không phải hình trái tim lắm. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái cây. Thì bây giờ mình sẽ bay ra cây. Xoài! Em thấy tôi cosplay ông công táo không? Trời ơi, đỉnh của chóp trong cái đỉnh, nhưng mà nghìn ngồi chóp như ngồi cái xe máy, đùa chóp cứ ngu của gì ấy. Mình nào là Free Fire phải sửa lại cái animation của nhân vật chúng ta, phải sửa lại cái hoạt ảnh của nhân vật chúng ta khi mà ngồi ở trên cái con cá chép này, không nhìn trông nó ngu lắm anh à dán ạ, trông nó ngu thật sự luôn. Thề, bái anh em nhìn này. Quẹo cá chép, con cá chép mà nhìn nó đẹp ạ, nó có hiệu ứng mây bay xung quanh, nước và mây bay, đồng tiền vàng dắt quanh người, 2 nén vàng dắt quanh người, chất. Cá chép vượt vũ môn, cá chép hóa rồng, đỉnh của chóp cho vào đính. Ngon 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 lành cành đào luôn. Sai. Okay. Cẩn thận đáp xuống, đáp xuống mái nhà. Đấy, nhưng mà trong con cá chép này nhìn nó không được lực lắm ấy, tại vì khi mà đáp xuống chúng ta thấy mỗi cái đầu cá thôi. Đấy, thấy mỗi cái đầu cá, chắc là thằng khác nhìn chúng ta thì trông sẽ đẹp hơn. Thằng khác nhìn chúng ta thì trông sẽ đẹp hơn, còn chúng ta tự nhìn thì trông nó cũng hơi bị đuổi, nó cũng chưa được xịn nó lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ té qua cái cây nhá, và đi qua cái cây phát, đi qua cái cây để mình gọi là hái lộc. Đấy, ok, đi qua cái cây hái lộc phát. Đấy, và cái cây cách chúng ta 240 mấy mét nữa thôi. Đấy, ok, cái cây này, ui ôi, mất lái. À, hồi hộp quá, mất lái anh em ạ. Và một pha hơi hồi hộp là mất lái. Tí tai nạn giao thông Tết này anh em cẩn thận, đi đâu chú ý nhá. Đấy, tai nạn giao thông là mất Tết đấy, khổ thân. Nhiều bạn tôi thấy chiều nay tôi đi ra ngoài, nhiều bạn gọi là đi nhanh lắm. Đấy, đẹp chưa? Cây hái lộc luôn, đẹp chưa anh em? Xịn sò chưa? Xịn chưa? Đẹp quá. Quả cây rất là đẹp luôn. Đấy, cây Bermuda hôm nay làm quả cây đẹp ấy. Không biết là trong bản không biết sơ Việt Nam có cái cây gì chưa. Đấy, sơ Việt Nam không biết là có cái cây gì chưa. Đẹp chưa anh em? Đẹp nhờ. Cho một cây, ui quả cây này ra đây hẹn hò tán tỉnh nhau hết nước chấm. Đấy, quả cây ra đây hẹn hò tán tỉnh nhau, chụp ảnh sống ảo hết nước chấm, Đấy, cái chỗ này hồi xưa nó là cái bãi cỏ. Đấy, có rất nhiều bông hoa tím tím. Bây giờ thì nó đã trở thành một cái nơi mọc ra bởi cây rất to. Ok, dưới cây thì chúng ta sẽ có một số những cái phần quà. Đấy, không biết ra biết đâu ra nhặt được 10 kim cương thì toang. Đâu ra nhặt được 10 kim cương nó lại tươi. Đấy, gốc cây, ui trời ơi, quả gốc cây luôn. Điều ước hôm nay hãy ước dưới cây các nguyện chế độ tôn sình để nhận được nhiều quả bất ngờ nha. Đấy, trời ngoài và toàn đồ lăng nhăng, linh tinh và những lời nói qua loa linh tinh không thể cản bước Rikaki Gaming. Đấy, cái này nó chỉ cho mở một lần thôi. Đấy, mặc dù là được dùng nhiều lần nhưng mà thực tế là mọi người cũng chỉ được loot một lần thôi. Đấy, lần thứ hai thì vẫn múa với con Solot, nhưng mà vẫn múa với con rồng thần tài Gia Xin, nhưng mà chả giải quyết được vấn đề gì. Hay con này múa dưới cái cây anh em ạ, trông buồn cười tếu nhỉ. Trông tếu dã man luôn. Đấy, quả cây rất hoành tráng nhá, quả cây rất hoành tráng mà hình như là không leo được đâu. Đấy, quả cây chả biết là leo được không, cái này phải tìm một cái máy phóng cá nhân xong leo lên cây thì nó mới chất. Nhưng mà bây giờ vòng bo trong game này thu nhanh lắm. Đấy, vòng bo trong game bây giờ thu như ăn cắp ấy, đâm ra là chúng ta cũng không có nhiều thời gian thử nghiệm ở quanh cái cây này. Đấy, chúng ta có thể đấy, cái cây này cũng là một trong những điểm nó khá là hay, mới thú vị. Đấy, cây tài lộc. Đấy, cây tài lộc trong Free Fire đẹp không anh em? Cây bên Garena làm rất đẹp nhá, nó có hiệu ứng những cái tia sáng nó bay từ phía dưới lên trên. Trông rất đẹp, chất như nước cất, lực thật sự. Lực thật sự anh em ạ. Thôi té rồi. Đấy, và lướt trên mặt nước ta như con sóng thôi. Té thôi, tầm này ở lại làm gì nữa. Đấy, cây đẹp, cây quá đẹp luôn. Đẹp nhỉ, nhìn nó thấy đẹp rồi, cây tuyệt vời ông mặt trời. Rồi anh em nhìn thấy không, và giá mà không bị cái bo nào đốt thì có vẻ ở đây là một cảnh tượng, nó phải gọi là thơ mộng. Đấy, nó phải gọi là dưới ánh hoàng hôn. Đấy, trời ơi, ví dụ như bây giờ chở thêm người yêu đi ra đây chơi nữa phải gọi là hết nước chấm. Đấy, chở thêm quả người yêu đi ra đây nữa, xong rồi ban phát cơm chó cho thằng đứng xung quanh gốc cây này. Tôi phải nói với anh em nó gọi là chuẩn chỉnh, nó gọi là chỉnh chuẩn luôn. Nói chung là cây này sẽ bớt béo cho anh em làm content, ví dụ tạo làm content em chờ anh dưới gốc cây đấy nhưng anh không đến, hoặc là anh chờ em dưới gốc cây nhưng em không đến, ví dụ thế. Kiểu kiểu đấy. Tôi thấy các bạn ở trên TOTO bạn nghĩ là nhiều tèn con hay lắm đấy, nhiều tèn con nó phải gọi là hết nước chấm luôn đấy, anh chờ em ở đây nhưng em không đến, khóc hết nước mắt, triệu view. Nhiều bạn bảo là tại sao tôi không làm mấy clip thế, tôi muốn làm lắm mà tôi không biết làm kiểu gì anh em ạ. Mình không biết diễn đấy, mình khả năng diễn xuất mình hơi kém, mình không biết diễn anh em ạ. Ok, và chia tay với cả cái cây, chúng ta quay trở lại với cái sự kiện đảo quân sự, giấc mơ đảo quân sự. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có cái nhiệm vụ đây. Nay tôi cũng chơi một game, tôi cũng gây 1000 sát thương, cũng giết được vài đôi ba thằng, kill 3 enemy vãi nồi. Đấy, và chúng ta sẽ làm bánh, chúng ta sẽ nấu bánh. Đấy, bánh này rồi cá này, không được có 3 điểm. Đấy, và dạo này đang hot cái tiệm lẩu ở bên Ghana, làm luôn chúng ta cửa hàng tiệm lẩu. Tiệm bánh, đấy, 5 điểm rồi. Như vậy là chúng ta đã phục vụ xong khách hàng Kelly. Đấy, khách hàng Kelly đã phục vụ xong và chúng ta được nhận những cái phần quà này. Đấy, và tiếp theo chúng ta đến khách hàng Má Xìm. Đấy, xong rồi tiếp đến Hayato Alvaro Capella, và cuối cùng là khách hàng đặc biệt thì sẽ cho chúng ta cái bộ đồ free. Ok, thì đó một số thông tin mà đến cho anh em trong video này. Thấy video mình hay đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.